10 hủ tục kinh dị và rợn người nhưng vẫn lưu truyền ở Trung Quốc. Nhiều phong tục cổ truyền vẫn còn được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc đến tận ngày nay, như treo câu đối Tết, bánh dày Tết Nguyên Tiêu. Nhưng có lẽ bạn không biết, ngoài những tập tục này ra, còn những hủ tục vô cùng kỳ dị, thậm chí là đáng sợ. Vậy những tập tục hay hủ tục đó rốt cuộc là gì? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu một số hủ tục đáng sợ còn được lưu truyền hoặc biết đến cho tới tận ngày nay ở Trung Quốc. 1. Cản thi ở Tương Tây. Đây cũng là tập tục hết sức ghê rợn của người Trung Quốc, có thể khiến người ta liên tưởng đến cương thi. Cản thi, hay còn gọi là dẫn thi thể, hoác đuổi thi thể, là một tập tục của dân tộc Miêu thuộc vùng Tương Tây, Trung Quốc. Theo người xưa tương truyền rằng, đây là một loại bí thuật, cụ thể là một nhánh nhỏ của vu thuật. Hoạt động cản thi sẽ được các pháp sư tiến hành bằng cách dùng pháp thuật dẫn dắt các thi thể tha hương, có thể quay trở về quê hương để bình an và thanh thản ra đi. Chỉ cần nghe qua cái tên thuật cản thi thôi, cũng đủ thấy đáng sợ và thần bí rồi. Nhưng cụ thể bí thuật này được thực hiện như thế nào thì có lẽ chỉ còn trong sử sách của người xưa. Tuy nhiên, ngày nay rất ít người biết được. 2. Huyền táng quan tài treo. Huyền táng cũng là một trong những tập tục ghê rợn bậc nhất tại Trung Quốc. Tập tục này, nôm na sẽ treo quan tài của người đã khuất trên núi, chính là cách hiểu đơn giản của hình thức huyền táng. Đây được xem là một trong những hình thức mai táng cổ xưa nhất ở Trung Quốc. Huyền táng, trong đó chữ huyền có nghĩa là treo, tức là treo quan tài của người đã khuất trên các vách núi dựng đứng, treo leo, ít người lai vãng, cực kỳ nguy hiểm. Người xưa cho rằng vách núi hay những hang động trên cao là một nơi yên tĩnh, thích hợp để linh hồn người đã khuất có thể an tâm yên nghỉ. Và họ còn cho rằng từ trên cao, linh hồn người đã khuất có thể ngắm nhìn trời xanh, sông núi, cách biệt với sự ồn ào của nhân gian. Chính vì vậy, một số địa phương còn gọi nơi huyền táng với nhiều cái tên mỹ miều là tiên hàm, tiên thất, tiên đài. Theo quan niệm của người dân, những chiếc quan tài được treo trên những vách núi dựng đứng để người đã khuất có thể ở gần với Thượng Đế và Tổ tiên của mình hơn. Do ảnh hưởng của thiên nhiên, những chiếc quan tài cũng cũ dần, nó bị hỏng và rơi xuống, người ta lại đặt chúng vào những vị trí thấp hơn. Hầu hết những chiếc quan tài mới có kích thước lớn hơn và màu sắc sặc sỡ hơn. 3. Thụ táng, chôn cho cốt dưới gốc cây. Thụ táng cùng với phong táng không táng, huyền không táng là những nghi thức an táng cực kỳ lâu đời ở Trung Quốc. Thụ táng thực chất chỉ là việc chôn cho cốt của người đã khuất phía dưới một gốc cây đại thụ được chỉ định từ trước, hoặc giải cho cốt của người đã khuất vào đất bên trên trồng cây để làm kỷ niệm. Ngoài ra tập tục thụ táng thì người Trung Hoa còn có một hình thức cổ xưa hơn nữa, đó là đặt thi thể của người đã khuất vào tận rừng sâu hoặc là những cây đại thụ ở dã ngoại, mặc nó phong hóa. Sau này người ta có thay đổi một chút là bỏ thi thể người đã khuất vào một cái lều được dựng sẵn từ trước. 4. Mình hôn, hôn âm, đám cưới ma. Làm lễ kết hôn với người chết còn gọi là minh hôn, hôn âm, là tập tục cực kỳ kinh dị xuất hiện ở Trung Quốc vào thế kỷ 17 trước công nguyên. Theo tục lệ của người Trung Hoa cổ xưa, những thanh niên trẻ sau khi đính hôn và chờ đến ngày cưới nhưng không may đột tử, gia đình phải hoàn thành hôn lễ. Nếu không, linh hồn của họ sẽ thành quỷ và quấy nhiễu khiến gia đình khó yên. Sau đám cưới, họ sẽ tiến hành mai táng cả đôi phu thê, tức là họ sẽ chôn cả người chết và vợ hoặc chồng vừa mới cưới cùng với nhau. Tuy nhiên, vì mang tính chất dã man và vô nhân đạo nên cho tới năm 1949, chính phủ Trung Quốc đã lên tiếng cấm hủ tục đám cưới ma vô cùng ghê rợn này. Mặc dù vậy, truyền thống này hiện nay vẫn còn đang quay trở lại và tiếp tục lén lút diễn ra trong đời sống người dân. 5. Tẩu hôn, hôn nhân vụng trộm. Tẩu hôn hay thăm hôn là dạng hôn nhân theo kiểu vụng trộm, một tập tục của tộc người Ma Thoa, tỉnh Vân Nam và Tứ Xuyên. Theo đó, chàng trai hàng đêm sẽ cưỡi ngựa sang nhà cô gái ưng ý, leo lên chiếc thang được cô gái bắc sẵn để vào căn gác của cô. Chàng trai thường mang theo một chiếc nón, một cây gậy và vài cái bánh bao. Cô gái sẽ treo chiếc nón ngoài cửa sổ để kẻ đến sau nhìn thấy mà rút lui.
Còn chiếc gậy dùng để xua rắn hay hù dọa lũ chó nhà nàng, bánh bao cũng là quà mua chuộc lũ chó để dễ dàng đột nhập. Họ sẽ ở bên nhau suốt đêm, nhưng người con trai phải lặng lẽ về nhà trước khi gà gáy sáng. Những chàng trai, cô gái có quan hệ tẩu hôn sẽ gọi nhau là A Tiêu hay Tiêu Ba, vì trong tiếng Ma Thoa không có từ vợ, chồng. Nếu không ưng ý chàng trai, cô gái có quyền đuổi hay không cho chàng leo vào gác của mình. Ngoài ra, các nàng có quyền đêm nay mở cửa, bắc thang cho chàng này. Nếu chưa hài lòng thì cấm cửa và cho chàng khác lên gác vào đêm khác. Khi cô gái có thai, mối quan hệ giữa đôi nam nữ gắn bó hơn. Chàng trai sẽ thường xuyên lui tới đến thăm nom con, nhưng tuyệt đối không được bồng con về nhà mình. Ban đêm, chàng trai đến nhà vợ, sáng sớm lại về nhà mình, bắt đầu một buổi làm việc như đồng áng, săn bắn, vào rừng, còn phụ nữ ở nhà dệt thổ cẩm, mang ra chợ phiên bán. Tục tẩu hôn dựa trên cơ sở đôi bên bằng lòng, không được phép ép buộc, nhưng cũng có quy định cấm người cùng hay gần huyết thống tẩu hôn. 6. Chiêu đệ sát hại con gái để cầu sinh được con trai. Ở một quốc gia có tư tưởng nhất nam viết hữu thập nữ viết vô, có một đứa con trai còn hơn 10 đứa con gái như Trung Quốc, thân phận và địa vị của người phụ nữ bị coi rẻ ngay từ lúc sinh ra đã chẳng còn là chuyện xa lạ gì. Tuy nhiên, ai cũng phải dùng mình khi nghe tới tục lệ chiêu đệ của người dân nước này. Có nhiều văn bản cổ về tập tục ở tỉnh Phúc Kiến ghi chép rằng khi gia đình sinh đứa con gái đầu lòng hoặc liên tục sinh con gái mà chưa có con trai thì gia đình sẽ giết đứa con gái đi để hy vọng linh hồn của nó sẽ chiêu về cho bố mẹ sinh được em trai, nên gọi là chiêu đệ. Ngoài ra, cũng vì nhiều nguyên nhân khác như do nghèo túng hoặc nạn đói hoành hành, gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng thì họ sẽ chọn giết đi những đứa con gái, giành quyền ưu tiên được sống cho con trai. Thậm chí trong nhiều trường hợp, vì đứa trẻ sinh vào ngày giờ xấu hoặc có những đặc điểm lạ như khiếm khuyết trên cơ thể, họ sẽ nhận định là quái thai và đem lại nhiều điểm dữ cho gia đình, nên sẽ đem đứa trẻ sơ sinh đi bằng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn để mong đứa trẻ đó sẽ không bao giờ được đầu thai trở lại. 7. Cô dâu cao số phải ở miếu trước khi về nhà chồng. Đây là tục lệ có nguồn gốc từ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Nếu như trước ngày cưới mà hai bên gia đình của cô dâu chú rể đi xem bói, thầy bói phán cô dâu có số phá gia chi nữ, thì tất nhiên cô dâu đó sẽ không được kiêu hãnh đi kiệu về nhà chồng như các đám cưới bình thường. Mà thay vào đó, trước khi cưới chừng 2,3 ngày, người con gái này phải làm ra vẻ trốn ra khỏi nhà, ra ở nhờ một miếu hay đền. Chỉ được mang theo vài bộ quần áo không được lành lặn, một chiếc ô cũ kỹ, một cái làn cói có bát đĩa cũ và một đôi đũa giả vờ làm một người ăn xin thì mới có thể về nhà chồng. Thật kỳ lạ quá phải không nào? 8. Tập tục đội mũ làm từ tóc rụng của tổ tiên. Tập tục có phần hơi kỳ dị này được bắt nguồn từ dân tộc Miêu Sừng Dài. Đây là tộc người đang sinh sống tại thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, hiện đang còn lưu giữ và thực hiện tập tục kỳ lạ này. Phong tục này có nguồn gốc từ việc đội sừng bò. Vì ngày xưa, bò được xem như là con vật linh thiêng đối với dân tộc người Miêu. Sau đó, để trang trí, đồng thời thể hiện lòng tôn kính đối với tổ tiên, nên người Miêu đã sáng tạo ra chiếc mũ đặc biệt này. Cụ thể là những người phụ nữ Miêu Sừng Dài, mỗi khi trải đầu sẽ lưu giữ lại các sợi tóc rụng và sau đó tết chúng lại với nhau, làm thành một chiếc mũ từ tóc của mẹ, bà ngoại, cụ, thậm chí là từ tóc tổ tiên của họ. Họ tin rằng đó chính là cách tốt nhất để họ tưởng nhớ và thể hiện lòng tôn kính tổ tiên. Những sợi tóc được nhuộm và giữ gìn để luôn sáng bóng, người mẹ sẽ trao cho con gái chiếc mũ khi cô con gái lấy chồng. 9. Lật giường gai. Ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đến nay vẫn còn lưu giữ một nghi thức cổ xưa tên là lật giường gai, tức là lấy dây gai quấn thành giường. Những người dũng cảm trong thôn sẽ cởi trần nằm lên giường lật người và quay người vài vòng. Thường những người này sẽ bị thương khắp toàn thân sau khi nghi thức kết thúc. Giường gai có hai loại, một loại là dùng tấm ván gỗ nguyên khối, ghim đầy dinh sát, chế thành một cái giường đinh đầy đinh nhọn. Một loại khác là dùng chiếu làm nền, bên trên phủ kín các loại thực vật, có góc cạnh gân đầu bò hoang,
hình thành một cái giường gai. Người tham gia sẽ cởi trần nằm lên giường quay lật người, bên cạnh có người gõ trống khua chiên cổ vũ. Nghi thức này được thực hiện để chứng minh một người được thần linh che chở hoặc ban cho sức mạnh. Sau khi thực hiện nghi thức, nếu người thực hiện không bị thương hoặc chảy máu, người này sẽ được người dân tôn sùng và kính trọng như thần thánh. 10. Tục lệ bó chân kim liên tam thốn. Tục bó chân ở Trung Quốc từ thuở xa xưa đã gắn liền với những người phụ nữ suốt thời phong kiến khá dài. Người Trung Quốc xưa quan niệm rằng người phụ nữ nào sở hữu bàn chân nhỏ xíu chính là biểu tượng của sự sang trọng và quý phái. Vì họ tin rằng khi bó chân, người con gái không có khả năng đi vững như bình thường được. Vì thế nên từng bước đi của họ sẽ uyển chuyển và nhẹ nhàng giống như những cành sen đung đưa trước gió. Nếu con gái quý tộc không chịu bó chân thì chỉ có cơ hội lấy chồng ở đẳng cấp kém hơn, còn con gái những nhà nghèo thì dễ bị bán làm nô lệ. Do đó, con gái, cháu gái họ từ khi còn rất nhỏ, mới chỉ 2 đến 5 tuổi, đã được bố mẹ bó chân để dễ uốn nắn hơn khi lớn. Cách làm vô cùng dã man, nhưng những bé gái phải chịu đựng để có được một cuộc sống sung túc cho cả bản thân lẫn dòng họ khi trưởng thành. Nhiều ông bố còn tiến hành đánh mạnh vào lòng bàn chân của các bé gái để các xương vỡ nát, sau đó bó lại. Sau khi vải được quấn chặt lại bằng vải, những bé gái này còn bị ép phải đi lại trên nền nhà trong suốt khoảng 2 năm để bàn chân càng ngày càng biến dạng và bó lại cho thon gọn. Trung Quốc tuy có một nền văn hóa vô cùng tuyệt vời, đa dạng và đặc sắc, nhưng bên cạnh đó vẫn có và còn tồn tại một số tập tục vô cùng ghê rợn và hết sức kinh dị. Tuy nhiên, ngày nay những tập tục rùng rợn này hầu như đa số đã tuyệt chủng, nhưng vẫn góp phần tô điểm thêm sự đa dạng và phong phú cho văn hóa và tín ngưỡng của Trung Hoa. Các bạn nghĩ sao về những hủ tục đáng sợ này của Trung Quốc? Hãy comment ở phần bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng thảo luận. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.